Xin chào tất cả các quý vị khán giả đang xem chương trình Sóng VN ạ. Hãy đón xem Sóng VN vào lúc 20 giờ bắt đầu từ ngày 15 tháng 6 trên ứng dụng VN nhé. Có người hiểu ý mình, nhưng chưa nói đã hiểu thì còn gì hay hơn. Cho nên tôi muốn một ứng dụng thông minh, hiểu và đề xuất những gì mình thích. Tôi tin đó chính là VN.